Hey yo anh em, hôm nay mình có về một con fix. Nhưng mà lúc em về thì trước khi nhận thì mình đã phải kiểm hàng trước. Cơ bản là kiểu mình cũng mua lần đầu cái này á. Đó, đây là cái thùng xốp của nó luôn. Thùng xốp của nó. Con fix đấy hôm nay mình mua về đây chính là một con Zimbe. Zimbe fake thôi anh em ạ, fake thôi, nhưng mà phải nói là mình nhìn rồi thì mình mới mua. Và cái con Zimbe này nó khá là đẹp luôn, mặt khá là nét, fake khá là nét. Đây là đang bị dính một tí cái giấy mình đang cạo đi một tí. Đây là toàn bộ chi tiết của con Zimbe. Và anh phải nói nha anh em nhé, cái fake của nó rất đẹp luôn, rất nét, rất đẹp luôn. Mình nói thật là đương nhiên là nó không thể chi tiết bằng một con resin được, đương nhiên cái hơi rõ ràng. Nó cũng không thể nào chi tiết và xịn màu xịn như con pop được. Thế nhưng mà đây là thực sự là một con fake đáng chơi cho anh em. Anh em thấy không? Đẹp. Cá nhân mình thấy rất là đẹp. Rồi, nặng lắm anh ạ. Cái này phải rơi tầm 2 cân. 2 cân hoặc hơn. Đây mới là phần thân thôi nhá. Trước tiên là mình phải dọn dẹp cái bàn này. Lấy không gian. Đây là phần bay. Chắc tổng thể con fix thì nó phải rơi tầm 4-5 cân đấy. Đây là phần bay của nó này. Phần bay của nó được làm bằng nhựa cứng. Khá là nặng, khá đặc, bên trong là đặc luôn anh em ạ. Mình nghĩ là bên trong, tất nhiên là cái đỗ làm sao là rõ rỗng này, nhưng mà những cái phúng đá này là đặc, cho nên là nó khá là nặng. Rồi mình lắp luôn nhỉ? À không, mình sẽ lấy hết đi xong mình lắp sau. Tiếp theo là áo choàng. Đây là cái áo choàng của con Zimbe. Và phải nói là cái áo choàng nó cũng nặng cơ. Áo choàng nó phải rơi tầm 5-6 lạng. Tổng thể con này mình đoán là tầm 5 cân. Đây là phần tay trưởng và tay nắm đấm của nó. Ok. Thì cái này nó có hộp xốp như này anh em. Con này thì nó là hộp sắt thôi. Và nó không có cái hộp giấy, nó chỉ có hộp xốp như này thôi. Ok. Tất nhiên cái hộp này thì mình nên giữ lại để sao để ví dụ sau này mình có bán hay như nào ấy. Thì mình chán chơi phớt chẳng hạn, lúc ấy mình giàu rồi mình chơi resin chẳng hạn thì mình sẽ đổi ra. Còn bây giờ mình nghèo thì mình chơi fake. Nhưng phải nói là đây là con fake đáng chơi, cực kỳ đáng chơi vãi chưởng. Đây, xem kỹ hơn anh em ơi. Cẩn thận tua tay. Chi tiết chân tay rất là đẹp luôn. Thật ra mình ở đây mình có rất nhiều hàng real, cũng có hàng fake, cũng có hàng real, cũng có hàng đẹp, cũng có hàng xấu, cũng có những con pop đẹp. Nhưng mà không phải con pop nào hay không phải con hàng real nào chi tiết của nó cũng đẹp. Và chúng ta chơi là gì? Chúng ta chơi nếu mà bạn, anh em mình sưu tầm mà anh em chạy theo cái đua với nhau để gọi là chạy theo cái thị trường ấy, thì mình nghĩ là anh em không xứng đáng để chơi. Anh em chơi là anh em phải quan sát con fake, cảm nhận nó. Đương nhiên là có điều kiện thì mình sẽ chơi những fake đắt tiền để mình cảm nhận sâu hơn về cái chi tiết nó. Resin đắt tiền chẳng hạn. Còn không thì anh em cũng có thể chơi những con hàng này và cảm nhận. Với một con fix nó nét như thế này thì có gì đâu mà mình không chơi được, đúng không? Người ta gọi là gì? Trong nghệ thuật ấy, người ta có rất nhiều cách chơi. Ví dụ như là người ta hay nói, các cụ ngày xưa có một câu nói về kiểu dành cho giới chơi nghệ thuật ấy, tức là tranh xem xa và hoa xem gần. Tranh ở đây theo mình thấy là những cái mà được con người nó tạo ra. Nó tạo ra trên cái phương diện là người ta vẽ tranh này, nặn đất này, điêu khắc này, rồi vân vân và vân vân. Thì mình có thể quan sát một bức tranh dựa trên cái tổng thể của nó và mình chơi nó dựa trên cái tổng thể của nó. Đương nhiên là mình đánh giá cấp độ cao hơn là vừa nhìn xa và vừa nhìn gần đều đẹp. Thế nhưng mà bức này thì mình nói là nhìn gần cũng đẹp và nhìn xa thì lại càng đẹp. Đương nhiên là không thể nào so sánh được với hàng resin, tại vì hàng resin thì nó cực kỳ là tinh xảo về cái chi tiết rồi, tại vì cái giá thành của nó gấp 10 lần như này cơ. Nhưng mà với kinh tế
vừa phải, anh em lên chơi những dòng này, mình nói thật, lên chơi. Từ trước là mình chưa bao giờ chơi hàng fake. Thực sự là rất là đáng chơi, không phải không anh em. Anh em chơi, anh em nói chung ấy, là khi anh em chơi, anh em vừa phải cảm nhận và vừa cân nhắc. Thứ nhất là phù hợp điều kiện kinh tế. Cái thứ hai là phù hợp điều kiện kinh tế. Cái thứ hai là cảm nhận này, cảm quan. Đương nhiên là có những con phách rất là xấu, nó xấu lắm luôn, thì em có thể bỏ qua. Còn những con phách đẹp thì tại sao mình không chơi? Chỉ vì nó là phách, đúng không? Rất nhiều người ta mua phách về xong người ta repaint đi. Ví dụ những chi tiết này nó không được tinh xảo, không được nét lắm, repaint đi, tô lại đẹp luôn, không vấn đề gì cả. Nó còn đâu các cái phần in, người ta in bằng khuôn đấy, người ta luôn. Đương nhiên là chơi chơi theo kiểu nhân phẩm thì không nên chơi hàng fake, người mình nên ủng hộ những cái hãng người ta nghĩ ra những cái con này. Hàng fake thì theo kiểu theo quan điểm của nhiều người ấy là nó sẽ lấy mua một con riêu về, sau đó nó đổ khuôn để nó làm giả nhái lại, thường là như vậy. Thế nhưng mà người ta chơi theo kiểu như là ủng hộ cho hàng riêu thì kiểu như là nó sẽ nhân phẩm chơi nó sẽ ok hơn là kiểu nếu mà người ta không ăn, mọi người không có người chơi fake thì sẽ không có kiểu bị nhái. Nhưng thật ra thì có cầu thì cũng có cung, người ta điều kiện kinh tế không có và người ta cũng muốn chơi những cái con tương tự như vậy thì người ta thì các cái hãng fake, người ta các cái hãng khác người ta mới làm ra những con fake. Thôi không sao cả, ít tiền thì chơi theo kiểu ít tiền, đừng có nặng nề quá. Còn đâu thì ai bảo là không được mặc hàng fake, ai bảo là không được chơi hàng fake đâu. Chả có điều luật nào cấm cả. Tại vì cái có cầu mới có cung mà anh em. Chứ đâu phải có một mình như vậy. Cho nên là mình nghĩ là anh em chơi được, không vấn đề gì đâu. Thoải mái này, tâm lý thoải mái này. Đừng có nói thượng đẳng, mình rất ghét mấy thằng thượng đẳng. Ôi mày chơi fake, mày phải chơi real thứ. Đéo, bố mày không có tiền nhưng mà bố vẫn thích chơi thì không chỉ vậy thì tao không có tiền nhưng mà tao vẫn thích chơi thì tao chơi theo kiểu của tao, đúng không? Tao có đi xin đâu, tao có đi ăn cắp đâu, tao mua cơ mà. Ok, wow, to, đẹp, ngầu, anh em thấy không? Tay màng cá. Đây là đây có hai cái tay, một tay là nắm đấm nước, thủ thế có trưởng nước. Đấy, bên trong có nhìn rõ bàn tay không? Gỡ cái này ra có nhìn rõ bàn tay không ta? Không nhìn thấy tại vì nó khó nhìn đấy. Còn một tay là để tay không thôi. Đáng chơi anh em, thực sự đáng chơi. Đây là một tay không. Tay này là tay để mà nói anh em nhìn này. Đương nhiên là cái màu của nó thì thứ nhất là do điều kiện nó làm fake cho người ta cũng không chú trọng lắm, nhưng mà về nói cái form tay rất là đẹp này. Anh em nào mà kiểu muốn chơi hàng fake nhưng mà kỹ tính ấy, mình mua về xong mình paint lại những cái quan trọng, mình có khả năng paint, mình có thể đặt paint lại hay như nào đấy, nó cũng rẻ hơn con mua con real rất là nhiều. Tất nhiên là mình không khuyến khích quá cái việc là anh em có điều kiện anh em nên chơi real, không khuyến khích cái việc là anh em nhăm nhăm đến chơi fake, nhưng mà nó tùy vào điều kiện từng người. Đó. Có nhiều người là ăn mớ rau muống mua ở chợ 5.000, nhưng có nhiều người thích là rau muống là phải xịn, là phải có người phục vụ nhà hàng, nó giá này nó khác. Đấy, chất lượng dinh dưỡng các thứ nó khác, hay là kiểu không, ví như thế nó không đúng lắm nhỉ. Ví theo kiểu như là gì nhỉ? Kiểu như là nói chung là nó tùy vào cái nhu cầu và tầng lớp sử dụng thôi, đừng nặng nề quá. Cá nhân mình ấy thì mình chưa có điều kiện mua hàng xịn, thật sự là như thế. Hàng xịn thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng mười mấy triệu ấy, kiểu thế, kiểu gần chục triệu, 20 triệu, 30 triệu kiểu vậy. Nhưng mình không có điều kiện thì mình chơi còn vài triệu thôi, 1-2 triệu, 3-4 triệu thôi, fake một tí cũng được, mình phải chấp nhận cái điều đấy. Và thật ra cá nhân mình chơi, mình đã phải chấp nhận cái việc là tất nhiên là ai cũng muốn chơi hàng real, chơi hàng đẹp nhất có thể, nhưng mà điều kiện kinh tế không có mà vẫn muốn chơi thì bắt buộc là phải mua hàng fake thôi, không vấn đề gì cả. Đây, đây là một quả trưởng nước, nắp vào đây. Wow,
mình nghĩ là mình sẽ để cái quả trưởng tay này, còn cái quả này thì mình tạm thời mình sẽ cất đi, cất ở đâu đó, giấu ở đâu đó, hoặc là sẽ cho một ngăn nào đấy. Đây là toàn bộ hình ảnh của con Jinbe, rất đẹp, rất nét. Wow. Và bây giờ mình sẽ lấy máy gần vào cho anh em xem nhé. Đây anh em ơi, mình hơi lười cắt ghép cho nên là mình quay một mạch luôn. Mình đang để cam trước cho nên là mình cũng sẽ quay cái góc cam trước cho anh em xem về chi tiết của nó. Đấy, mình cũng không chủ định được là mình đang quay cái gì đâu, nhưng mà anh em cứ nghĩ là mình cũng cân cân được ấy. Đấy. Em thấy ổn không? Ổn luôn. Đẹp. Không vấn đề gì, chơi được. Còn đâu thì hãy cứ để người có tiền người ta ủng hộ cho cái bản quyền của studio. Đấy, còn mình không có điều kiện thì mình thôi. Không sao. Vậy nhá. Các studio mà sản xuất ra những cái form, những dáng như này thì thông cảm cho bọn em. Thế thôi. Ok, bye bye anh em. Hẹn anh em những clip sau.